Xin chào quý vị các bạn, hiện tại tôi đang ở 609 Lê Hồng Phong, dĩ nhiên là ở quận 10, tại showroom của Di Động Việt. Và hôm nay thì trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Mi 5. Đây là một chiếc máy mà mang một bộ vi xử lý là 820, là một bộ vi xử lý mới hoàn toàn của Qualcomm. Và cái tốc độ xuân nhịp rất là nhiều người đang ưa thích và gọi là như thế nào nhỉ? Mong ước rằng smartphone của mình sẽ đạt được một tốc độ như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc máy này để xem bộ phụ kiện đầy đủ là gì và chúng ta sẽ có những phiên bản nào cho chiếc Mi 5 này nhé. Và bây giờ mà không tin hộp thì chúng ta sẽ biết rằng nó toàn là tiếng tàu, tại vì đó giờ mình đã từng đập hộp rất nhiều những sản phẩm của Xiaomi. Thì chúng ta sẽ thấy một ký tự là 5, có nghĩa là chiếc Mi 5 trên đây. Và phần sau thì đây sẽ là một phần mà chúng ta có thể gọi là rất là cần thiết để có thể thông báo cũng như là biết là sản phẩm mình mua sẽ là những sản phẩm gì. Thứ nhất là tại sao chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản cho những chiếc Xiaomi Mi 5 này. Một phiên bản thì mình đang cầm trên tay là phiên bản 32GB và RAM của nó là RAM 3GB. Chúng ta sẽ có thêm phiên bản là 64GB cũng là RAM 3GB và dĩ nhiên là một phiên bản 128GB, RAM của nó sẽ là RAM 4GB và một thiết bị có một màn hình 5.7 inch. Còn trên tay mình đang cầm là chiếc Mi 5 với phiên bản là RAM 3GB với bộ nhớ trong là 32GB kèm theo màn hình là 5.15 inch. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở chiếc hộp này ra để xem bên trong nó sẽ có những gì nhé. Và bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra. Thật là cứng. Cảm giác rất là thích thú khi mở hộp chiếc Mi 5 này, vì đây là một trong số ít những cái thiết bị mà sử dụng bộ vi xử lý là 820 đầu tiên. Đếm trên đầu ngón tay, chuẩn, để xem một bên. Và ở trong một bộ phụ kiện đầy đủ thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Tiếp theo thì máy sẽ có một cái adapter sạc 119 và cáp micro USB. Đây là chiếc Mi 5 sử dụng bộ vi xử lý là 820, RAM là 3GB. Mình chẳng phải nói nhiều về những cái giao diện của máy mà mình sẽ nói sơ về cái thiết kế ha. Nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy mặt trước sẽ được nổi bật với một cái màn hình là 5.15 inch. Nhưng mà cái màn hình này gần như cảm giác sát ra viền. Mình chỉ có cảm giác duy nhất khi cầm chiếc G2 mới có cảm giác mỏng như vậy mà thôi. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có thương hiệu Mi và cảm biến cũng như là camera và phím home được nằm bên dưới. Thì lần này Xiaomi đã trang bị một phím home vật lý chứ không phải là phím home cảm biến, ba phím cảm biến như những thiết bị Xiaomi Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro. Và bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng được làm khá là kỹ lưỡng bằng kim loại. Và bên cạnh trái chúng ta sẽ có khay SIM. Gần như là tất cả các thiết bị của Xiaomi thì đều có một cái ngôn ngữ thiết kế những phím vật lý khá là giống nhau. Ở phần trên chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5, một cắm hồng ngoại và mic đồng một mic ghi âm. Phần dưới sẽ là một loa ngoài kèm theo là một mic thu âm, có thể là một trong hai đề sẽ là mic thu âm, cổng sạc USB. Và hồi nãy mình đã có tìm hiểu thì chiếc Mi 5 này sử dụng cổng sạc Type-C mới, cho phép kết nối và dữ liệu cũng như truyền đạt dữ liệu sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Phải nói rằng khi các bạn phải mở cái màn hình này ra, tin mình đi, các bạn sẽ thấy màn hình rất là đẹp, nó sát viền đến lạ lùng. Hiện nay thì không ít những sản phẩm có cái viền sát mỏng như vậy, nhưng mà với chiếc Mi 5 này thì mình hoàn toàn có một cảm giác nó khác biệt lắm, cực kỳ khác biệt. Và kèm theo ở đây ở những phần sơ viền, đây là một cái điểm nhấn nổi trội khi chúng ta nhìn ở mặt trước nữa, thì nó được làm theo công nghệ Diamond Cut, nhìn rất là sáng bóng, chi tiết và tỉ mỉ. Và mặt sau của thiết bị thì chúng ta sẽ có một cái phần kính được vác ra hai phần viền bên cạnh, giúp cho việc cầm nắm khá là tốt, nhìn khá giống chiếc Note 5 nhưng nó có vẻ nhỏ gọn và dài hơn. Ở đây thì mình sẽ nói thêm về cái cấu hình của thiết bị này. Tại sao mình đề cập cho các bạn biết đây là một cái sản phẩm mà các bạn phải nói rằng rất rất muốn được sở hữu, bởi vì máy sử dụng một bộ vi xử lý 820 của Qualcomm. Mình sẽ liệt kê sơ những cái dòng thiết bị của Qualcomm nha. Qualcomm sẽ có 3 dòng chip từ cao cấp, trung cấp và rẻ tiền. Thì những dòng 8 thì chúng ta sẽ biết như là 801, 805 và bây giờ là 820, đó là dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm tới hiện nay. Và tiếp theo đó chính là dòng chung, đó là hàng 6, và cuối cùng đó là hàng 4, là những sản phẩm giá rẻ của Qualcomm. Mình sẽ nói thêm một lần chính xác nữa thì máy sử dụng một bộ vi xử lý là Qualcomm Snapdragon 820, tốc độ xung nhịp là 1.8, RAM của máy là RAM 3GB trên bộ nhớ 32GB. Camera của máy phía sau là 16MP và ở mặt trước là 40MP. Thì những thiết bị về Xiaomi thì chúng ta phải nói rằng cái khả năng chụp hình cũng như lấy nét của nó cực kỳ tốt. Một giao diện thân thiện gần như là khá giống với iOS. Kèm theo là những gì ta? Chúng ta sẽ có thêm một tính năng, đó là bảo mật dấu vân tay. Thì thay vì những chiếc Redmi Note 3 thì bảo mật dấu vân tay sẽ nằm ở dưới, thì ở Xiaomi Mi 5 thì cảm biến dấu vân tay sẽ nằm ở phím home như những thiết bị của Samsung Galaxy hoặc HTC One i9. Và cái này khá là nhạy, cũng như là cái khả năng cảm biến dấu vân tay 360 của chính chiếc Mi 5 này. Chúng ta không cần phải mất thời gian nhiều, chúng ta chỉ cần ấn vào thì máy sẽ tự động kích hoạt luôn, không cần phải mất thời gian. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Những cái hình ảnh được chụp ra hiển thị trên máy này khá là tốt.
kèm theo máy mang một độ phân giải là Full HD. Phải nói là cái góc nhìn nó cực kỳ tốt luôn. Mình quay như thế nào đó, trải nghiệm bất cứ lúc nào, ngay cả ra ngoài nắng, nó hiển thị rất là tốt và rất là tuyệt vời. Những màu sắc gần như là chi tiết nó hiển thị, phải nói là tuyệt hơn cả so với Redmi Note 3 Pro nữa cơ. Các bạn không tin thì các bạn có thể tới Di Động Việt và cầm chiếc máy này, chắc chắn là bạn sẽ thích ngay cái máy này liền. Và dung lượng pin của máy đó chính là 3000 mAh. Thật sự là mình vẫn chưa biết rằng cái thật sự là cái dung lượng pin này với cái con chip này thì nó có làm cho mình hài lòng hay không. Nhưng mà với những gì mà mình tìm hiểu và cũng như là trải nghiệm nãy giờ thì máy gần như là hoàn toàn là mượt mà. Và chắc chắn là mình sẽ trải nghiệm cái máy này, sau đó sẽ làm một video cực kỳ tỉ mỉ để cho các bạn xem. Mình đã hoàn thành xong bài mở hộp và đánh giá về chiếc Xiaomi Mi 5 này. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm, có thể truy cập website www.dinongviet.vn. Thêm video hữu ích, xin đừng quên like, để lại comment bên dưới những suy nghĩ của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.